Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ tư nha anh em. Em lên sóng phụ tùng một chiếc cúp DX 90 nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Rồi, đầu tiên là cặp bao tay. Bao tay bên đây có trầy nhẹ nha. Bên đây là nguyên vẹn nha anh em, không có bị gì hết nha. Cặp bao tay anh em bán là 300 luôn ống ga. Cặp cùm. Cặp cùm là nút zin hết nha. Cặp cùm này thì 600, có luôn nè, đầy đủ nè, cần kéo e đẹp. Rồi đồng hồ 90 đẹp. Đồng hồ này em bán là 2 triệu nha, hoạt động chuẩn nè, đèn cháy hết ha, đó. Đèn cháy hết. Km lên đầm nha. Rồi bi đông màu tím nha. Bi đông màu tím sơn green 600. Còn rất là đẹp ha. 600. Bờ cổ. Bờ cổ màu tím nha. Đó, bờ cổ này thì 600 luôn. Đó, rất là ok. Rồi cặp kiến, kiến này thì kiến riêng hết nha. Cái này đời cao nên nó chữ HM nằm trong góc. Đó, kiến thì có mè. Đó, cái bên đây thì ok hơn, nhưng mà cái này bị trầy. Cái này thì mắt in da băng nằm ở ngoài. Nói chung là cặp kiến riêng nha anh em. Kiến này em bán là 400 thôi. Đúng hàng riêng. Rồi pha đèn. Pha đèn là cao su nha, nhựa si. Pha đèn này thì 700, đầy đủ chui bóng. Mặt nạ này em bán là 600 nha, còn khá thôi, nhưng mà vô xe có cỏ thì cũng rất là đẹp ha. Mặt nạ thì có luôn bát sắt nha, 600, vô xe vừa vừa ok. Giá tầm trung mà anh em, mặt nạ mà đẹp thì nó tầm triệu mấy trở lên nó mới đẹp được. Rồi ba ga mũi, ba ga mũi này 250 nha, cũng còn khá ok, 250. Rồi cái dè, dè rất là đẹp ha, đó, dè này em bán là 1 triệu. Tem rin nha, tem trắng rin, chưa gãi gì hết nè, phía sau cũng rất là đẹp nè. Đó, về đem bán là 1 triệu ha. Rồi vỏ gấp trước, vỏ gấp trước màu tím nha, 800, đầy đủ bạc đạn tán cổ ha. Anh em có thể về sơn lại màu khác cũng được, tại bán giá quá rẻ mà, có đầy đủ bạc đạn tán cổ và đầy đủ hết luôn. Rồi cặp giò gà là 1,4 triệu, giò gà 90 đẹp 1,4 triệu. 4 cộng dây là 400 nha, 4 dây nè. 4 cộng dây là có dây km, dây hắn, dây ga, dây e, có luôn mấy cục này ha, 400. Rồi đạp hắn đẹp, luôn đũa là 500, giò đạp là 300. Rồi cây bô. Bô Goxi 90 nha anh em, đúng bô 90 nha, bô là hăng tuyệt đẹp luôn nè. Xì sáng chưa có bị mè luôn nè. Nó không có mè mụn gì hết. Bát luôn bát nha. Bô thì ngay cái cổ á, có chấm hàng nhẹ ngay chỗ phần trong đây thôi, nhưng mà khi mình gắn lên xe mình gắn bẩn thì nó không thấy ha. Bô này em bán là 2 triệu 8 ha, đầy đủ hết luôn. Bô 90 nha, đẹp. Ở mặt dưới là tuyệt đẹp luôn. Nói chung bô nó bị vậy mới giá đó nha anh em, chứ bô mà nó không bị, bô này bán phải 4-5 triệu á, anh em mua về thì nó tiết kiệm chi phí nữa. Khi mình về mình gắn lên xe thì nó che lại, che khuyết điểm rồi. Rồi còn cặp cốp. Cặp cốp là 700, có luôn nút cốp, có luôn tem nổi ha. Gấp sau. Đó, gấp sau màu tím ha, gấp sau là 1,5 triệu. Có đầy đủ cốt gấp nha, đầy đủ hết 1,5 triệu. Đó, có luôn cao su gác chân nha, gấp là 1,5 triệu. Rồi cặp phột màu, cái này màu 116 nha anh em. Màu xanh Tiger á. Cặp phột này em bán là 1 triệu nha. Đó, phột là em bán là 1 triệu, màu xanh Tiger nha. Xanh custom á, Beeline. À, cặp cốp là 700 nè, có đầy đủ này luôn này. Rồi gấp sau là 1,5 triệu, là có luôn cao su gác chân ha, không lấy cao su gác chân thì trừ tiền ra. Rồi nhông sên dĩa 90, có luôn cùi dĩa đó, đúng hàng riêng tháo xe nha. Đây ở bộ nhông sên dĩa này em bán là 600 ha, nhông sên dĩa 90 nè anh em, thấy không, có cái hình con này mà làm mới đúng hàng theo xe nha, nhưng mà đợt hấp thì nó không có con này nha. Nói chung là mỗi đời mỗi khác nha anh em, để mình nói phải cho rõ. 600 nha, nhông sên dĩa 90 là 15-39, có luôn cái cùi dĩa ha, anh em về là gắn lên thôi. Rồi gác chân chống nghiêng, gác chân chống nghiêng này thì 500 thôi nha. Đó, cái này dày lắm nha, này cho anh em bao xài luôn 500 thôi đó. Rồi càng số này thì còn khá thôi, không được đẹp nên lấy 300 thôi, giá bộ đội mà. Chống đứng 300 luôn. Đó, trong đứng 300. Rồi bộ dây điện xe này là 1 triệu nha, dây điện đầy đủ hết. Rồi bộ ốc, bộ ốc là 800. Ốc này có này, ốc nè,
có luôn hai dây này, có luôn mấy ốc này, đầy đủ hết. Có luôn ốc phục, có luôn ốc sau là 800 rồi ha. Rồi đèn hậu, ô lộn xi nhan. Có trầy nhẹ. Đó, 4 củ xi nhan, có trầy hết nha anh em, xi nhan mà kiếm đẹp khó quá. 4 củ nhan em bán là 1 triệu tư thôi ha. Giá quá hôm luôn, 1 triệu tư. Rồi đèn hậu. Đèn hậu thì chụp có nứt nhẹ nha anh em. Đó, có nứt đây nè. Đó, nhưng mà trên đây không thấy ha. Đế thì còn khá, đèn hậu này em bán là 700 nha, 700. Quan trọng cái đế với bóng đèn với dây điện với hai con ốc này nè. Hai con ốc này anh em mua đi mua đâu có đâu, kiếm cũng không có luôn. Rồi ba ga sau sirin đẹp. Sirin đẹp nhưng mà nó bị cắn nha anh em, do nó chở đồ bị cắn nè. Đó ba ga này em bán là 1 triệu. Sirin quá đẹp luôn nhưng mà do nó chở đồ bị cắn hai bên nè. Chở giặt cái đồ nặng quá đó, 1 triệu. Rồi yên. Yên là đế mút rin, da rin hết hết tốt nha nè, hết nè. Yên này em bán là 1 triệu 2. Là có luôn bát sắt nha, có luôn đầy đủ ốc luôn, 1 triệu 2. Rồi thùng xăng lớn. Thùng xăng lớn màu tím ha. Báo xăng đẹp nè, thùng xăng lớn này em bán là 1 triệu, quá rẻ luôn. Cái báo xăng không hết mấy trăm ngàn à. Rồi 4 món xài chung một chìa, vũa lợi là 500. Đó, có luôn ấp xăng ha, chìa vũa lợi này 500. Rồi còn cục máy. Máy là không có, máy là từ đây xuống đây thôi, em bán là 10 triệu nha. À, chỉ không có bình xăng, không có boe, tại vì bình xăng boe là bán rồi. Nó cục máy là 10 triệu, máy là bao cực im, cực chắc luôn. Bao với anh em là đi không tê, không lấy tiền luôn. Máy DX mà, lóc bên đây đẹp nè. Đầu nè. 10 triệu nha anh em, cục máy, quá đẹp luôn. Rồi cái boe, 90 là 600 nha, boe 90 nè. Boe 90. Ở boe 90. 500 thôi, boe 90 luôn cái lưỡi trâu nè, 500. Cái này thì anh em chữa cháy cho 70 vẫn được nha, còn bình xăng thì bán rồi. Rồi còn cái kèn. Cái kèn 1 dây nha, kèn này thì bán là 200 thôi, kèn 1 dây 200. Ở còn cục máy là máy. Máy là ở từ đây tới đây là 10 triệu, máy là bao với anh em là cực im, cực mạnh luôn. Nói chung là đi phê lắm. Đầu bò rất là đẹp luôn nè. Đó, đầu lên móc đẹp ghê. Nhìn là tê tái luôn. Đó, cục máy 10 triệu nha anh em, máy DX, máy là bao đầu nồi chưa mở, bao im, bao hú, nói chung là bao tất cả. Còn cặp bánh là rã món nha, anh em cần món cặp bánh cứ alo. Bánh này cái được cái là nó bị nè, niền Futaba Dash 94. Bánh là trước sau niền Futaba hết. Đó, Dash 94 hết. Cặp bánh này làm rã món, anh em cần món nào thì cứ alo em nha. Mà máy là bao thì hầm rồi, khỏi bàn, khỏi suy nghĩ. Máy im lắm. Đó, máy là cực kỳ im luôn nha. Máy là bảo im nha anh em. Rồi anh em cần món nào nữa cứ alo cho em nha. Chào anh em.